Mến chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Quê Quốc. Hiện tại em đang có mặt tại thành phố Đà Nẵng. Nơi em đang đứng đây là bãi biển Sơn Trà thuộc phường Quảng Thái. Ở phía đằng sau nơi em đang đứng là tuyến đường Hoàng Sa, nơi mà có rất nhiều tòa nhà cao lớn á. Còn phía đằng trước của em thì có một ngôi tượng Phật Mẹ Quan Âm. Đây em đang lậu đây không đụng đây. Ui ngồi kia cá kìa trời ơi. Ui cái đàn cá kìa. Cái đàn cá cả nhà này. Trời ơi nó bơi nó nhảy kìa. Đó, cả nhà thấy không? Mãi này trống rồi cả nhà ơi. Hôm nay bà con được một ngày bội thu rồi. Rồi, bà con vô mai rồi cả nhà. Mãi hôm nay trúng đậm rồi cả nhà ơi. Đó, bắt xong rồi cả nhà kìa. Thấy không, kéo vào thôi. Trời ơi, cá này cả nhà. Ui trời ơi, nhiều ghê chưa. Nó nhảy rô rô luôn kìa, đã chưa. Đó, vào cho nó sạch cá cả nhà. Ừ, cây với sữa không có xuống cái giò to đó kìa. Trời ơi, trà sữa rồi, chết á. Vô mè cả nhà ơi. Đây là vô mè rồi mấy chú ơi. Vô mè. Ngày rồng này kéo thì khá trình tốn sức đâu của chú anh chị. Rất mệt nha. Bỏ ra khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ để kéo một mẻ vô. Nhưng mà chúng ta vẫn không biết được kết quả của ngày hôm nay sẽ trúng hay là trật. Nếu trúng thì sẽ có tinh thần. Mà nếu trật thì ngày mai mình vũ tiếp của chú anh chị. Thua kéo này thì mình bài kéo khác thôi. Ui có con thứ hai dính trong lưới rồi cả nhà kìa. Cái này là cá mó nè. Đó, cá mó thấy không? Cá mó đó thì là món chiên cả nhà. Lưới rồng ở khu vực biển Măng Thái, phường Sơn Trà, Đà Nẵng thì em thấy để ý nha. Cái mặt lưới từ cây lưới ra ra đến đục thì nó giống nhau hết. Không khác gì luôn cô chú anh chị. Còn cái mặt lưới ở quê em á thì sẽ có 3 loại lưới. Loại lưới lỗ to, vừa và nhỏ. Có 3 loại đó cô chú anh chị. Mình có đàn cá loại lớn lớn đây cả nhà. Ui rất là kìa kìa. Rồng lưới luôn cả nhà. Khả năng vô me rồi cả nhà ơi. Ui cá nó đóng này cả nhà. Trời ơi. Nó đóng kín mặt lưới luôn kìa. Cá xương tre. Trời ơi cá xương tre nó đóng nè. Cá xương tre kìa. Nó đóng kín luôn cả nhà. Cá xương tre nhỏ nhỏ lắm. Nó không to. Đây em đang lậu đã khúc đục đây. Ui ngồi kia cá kìa trời ơi. Ui cái đàn cá kìa. Cái đàn cá cả nhà này. Trời ơi nó bơi nó nhảy kìa. Đó cả nhà thấy không. Mãi này trúng rồi cả nhà ơi. Hôm nay bà con được một ngày bội thu rồi. Rồi, bà con vô mai rồi cả nhà. Mãi hôm nay trúng đậm rồi cả nhà ơi. Đó, bắt xong rồi cả nhà kìa. Thấy không, kéo vào thôi. Trời ơi, cá này cả nhà. Ui, trời ơi, nhiều ghê chưa. Nó nhảy rô rô luôn kìa, đã chưa. Cá liệt này nó đỏ đỏ. Nãy em nghe thì nói cá liệt lửa cả nhà. Đó cá kìa. Trời ơi mẹ cá liệt chi ghê lắm cả nhà ơi. Mẹ này cũng khoảng độ vài chục ký á. Có mực nữa kìa. Đó, thề cả nhà. Em đi một vòng luôn á.
cái gì to to nhất này. Cá này là đầu sỏ cả nhà này. Đúng đi. Cá này. Bên này có mực nữa cả nhà ơi. Này mấy con mực này. Ui trời trời, con mực đã chưa? Nhìn thích mắt luôn cả nhà. Ui đó kìa, mực nữa cả nhà, chúng mới phóng vô á. Đó, mực nhiều lắm. Được mấy ký á. Mực ở đây thì có giá lắm cả nhà. Cũng được khoảng mấy trăm nghìn đồng một ký. Và còn ký vô mẻ này thì chắc vô me rồi cả nhà ơi. Bội thu cá rồi. Em cũng không ngờ là ngày hôm nay ra đây quay được mãi như thế này được cô chú anh chị. Đó, cá kìa. Đó. Đánh chỗ cho hồi lôi đi. Chàng tao đó. Mày vô mờ đủ thôi. Đổ vô bà con ơi. Giờ đổ vô cái túi xanh này cả nhà ơi. Đó, 1, 2, 3, ui. Rồi vô cá rồi cả nhà. Đó. Trời ơi. Đó, vào cho nó sạch cá cả nhà. Ừ, cây với sữa không có xuống cái giò to đó kìa. Vô mè cả nhà ơi. Đây là vô mè rồi mấy chú ơi. Vô mè. Nặng tay. Đại cá hôm nay nặng tay rồi cả nhà mình ơi. Lặn lội ra đây khoảng tầm hơn 40 km mấy này cô chú anh chị. Em đã quay được mẻ cá trúng. Rất là vui luôn cả nhà ơi. Này mấy con cá rửa xong nè. Bóng lố luôn. Ui con cá giò. Cá đó nghỉ hiểm lắm cả nhà, đó nó sừng cái gì lên kìa. Chị ống đi. Rồi. Cho mượn một con. Đừng sát cái đó. Dạ. Đây này. Con này mà nó sừng cái gì lên thì chết phát nhất lắm cả nhà. Đây này là cái gì nó sừng. Em sợ lắm cả nhà. Cá giò. Con làm gì? Con cá liệt lửa này là phổ biến nhất của lưới rồng đây. Em thấy thường thường mấy lưới rồng nào cũng có cá liệt lửa này cô chú anh chị. Này nó có một cái đường đỏ trên này nè. Này người dân Mang Thái là Mỹ Sơn Trà gọi là cá liệt lửa nha. Này nè, nó đỏ đỏ này nè. Giờ bà con ngồi lựa cá đây cả nhà. Trời ơi. Mực nè. Mực thì nãy nó túi đen đen thì không thấy rõ chứ giờ nó rửa sạch sẽ rồi cả nhà. Mấy con này mực lá đã lắm. Cái này mà ăn mì tôm thì rất chi là ngon đó cả nhà. Trời ơi. Nghe một cái thau mực lá luôn nè, đã chưa? Thau này em khoảng cũng chừng 2 3 kg á. Nửa ký gì thì. Cái giò đã chưa? 80.000. Nửa ký cái giò cả nhà. Hôm nay em ước chừng khoảng này mãi này cũng được hơn 1 triệu á. Nói chung là có tiền rồi đó cả nhà ơi. Bên này là em thấy có cá đối nữa nè. Cá đối của chú anh chị nè. Đó. Cái đối này thì chiên giòn ăn khá chi là ngon á. Không nấu cháo ăn cũng được. Ui có con cá gì nó lạ lạ nè. Cá này có gì cô? Nó tò hỏ à. Tò hỏ nha cô chú anh chị. O tờ o to hình tò á. Hỏ. Tò hỏ nha. Nó cũng sừng sừng cái dây lên nè. Nó muốn chết em đó cả nhà. Nhưng mà em cầm như thế này thì nó hết được rồi. Cái gì nữa nè. Ghê chưa? Cá này em thấy nó giống con cá hòn đế lắm. Kiểu như vậy nha. Rồi. Con cá mỏ dài nữa nè. Cá chì vâu cả nhà. Em không biết tay nên em gọi là cá mỏ dài nha. Dạ chì vâu.
cái mỏ nó dài lắm cả nhà. Đó cả nhà thấy không? Trời ơi cái thau cá kìa, giờ nó đầy ắp luôn cả nhà. Em mới đi có một chút thôi mà. Bà con này bỏ vô rửa cũng được một thau rồi á. Đó đây nè. Thau này là không có nước nè. Thau bên này là nước nè cả nhà. Cá này chắc ăn béo lắm, có cái da là biết, cái thịt là biết ăn béo như thế nào đó cả nhà. Nè. Có loại cá này siêu lạ luôn cả nhà này. Cái nóc bò hồn hả anh? Dạ. Có cái gai gai ghê anh hỉ. Dạ. Cái này chắc nướng ăn ngon không anh? Em thấy đây mạng nhiều người nướng. Nó có hai cái gai phòng vệ này cả nhà. Anh thì cũng lần đầu tiên em thấy loại cá này đó. Nghe anh này nói là cá nóc bò hồn. Hai cái gai của nó này, nó chích vào một phát thì chắc đau lắm cả nhà. Ghê chưa? Thôi em bỏ cẩn thận lại cho bà con chứ không ai đi giảm phải thì đau lắm. Kế một mẻ cá xong thì bà con chia việc ra để làm cho nó nhanh nha cô chú anh chị. Người làm việc này, người làm việc kia, người thau lưới, người kéo dây, người thì gỡ cá. Nói chung là mỗi người đều có một công việc riêng của chú anh chị để làm cho mẻ rồng nó nhanh nhất có thể rồi về với vợ, với con và với gia đình nha. Hy vọng những mấy cá tiếp theo của chú Tèo sẽ trúng thật nhiều đàn cá lớn và đàn cá có giá trị thị trường cao để cho bà con làng chài biển Quang Thái, quận Sơn Trà, Đà Nẵng có một ngày bội thu hơn ngày hôm nay nữa cô chú anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem hết video của em. Cả nhà xem đến đoạn này thì để lại cho ông Quốc một nút like và một lượt đăng ký kênh để xem những video kế tiếp của em về lưới rồng nha cô chú anh chị. Em hẹn gặp lại à. Bye bye.